chiều ngày 24 tháng 1, đồng chính Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị ban thường vụ huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 1. Tại phiên họp, ban thường vụ huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo các nội dung báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ban thường vụ tỉnh ủy giao năm 2021 đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành, sự kiến giao chỉ tiêu Nhiệm vụ năm 2022 đối với các tập thể, cá nhân năm 2022, báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực chỉ thị 32 ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc và triển khai một số nội dung trọng tâm khác. Tháng 1 năm 2022, huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung triển khai các nhiệm vụ phòng dịch, thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch bệnh COVID-19 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các chỉ thị, nghị quyết của huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện, tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị các điều kiện đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí cao với các báo cáo được thông qua, một số ý kiến tham gia tập trung vào một số nội dung như: công tác tầm soát, công tác tuyên truyền phòng chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các chi đảng bộ và cơ quan năm 2022, cơ cấu phân bổ điểm các chỉ tiêu, giả soát danh mục các công trình sử dụng đất năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện yêu cầu đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, Ủy ban Nhân dân huyện đảm bảo cơ sở vật chất công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy tăng cường chỉ đạo kiểm tra các địa phương phụ trách các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đối với giao chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các chi đảng bộ và cơ quan năm 2022 ban tổ chức huyện ủy tiếp thu các ý kiến tham gia chỉnh sửa hoàn thiện nội dung để tổ chức giao chỉ tiêu vào sáng ngày 26 tháng 1 đối với kế hoạch sử dụng đất huyện vĩnh tường năm 2022 ủy ban nhân dân huyện giả soát kỹ các dự án công trình hoàn thiện trình ban chấp hành thông qua về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ tỉnh ủy giao năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Đôn đốc các cơ quan hoàn thành giải ngân vốn năm 2021, chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất giải pháp thực hiện năm 2022.